Vậy đang làm gì chơi? Làm gì? Đồ ăn dạy. Làm cho ai ăn á? Để xuống. À để ngoại xuống hả? Ok. Ok. À. Chay bây giờ chay làm mà chay nấu ăn cô chú ơi. Trời tóc mà mẹ mới cột lên giờ hư nữa. Trời ơi nấu ăn gì chuyên nghiệp dữ vậy? Mai mốt mà ráng học nấu lẹ lẹ để nấu cho mẹ nghe chay. Từ 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 chứ đâu ai nói gì đâu. Đó, nấu cho cô chú ăn nữa nha. Nấu cho bà ngoại nha, cái bánh rồi con. Nước. Làm cho ngoại miếng cà phê nữa nha. À lại đó lấy nước nữa, đi lại cái chỗ đó lấy nước. Làm phải bài bản lắm. Trời ơi lại lấy nước kìa. Lẹ lên đi, lấy gì nhiều dữ vậy? Có 1 ly chút xíu mà lấy gì nhiều nước dữ vậy? Hết pin rồi hả? Rồi xong rồi, xong rồi bước lại đây. Chay nè, cái bụng là thấy bự quá rồi nha, phải làm giảm eo chút nha. Mặc cái đầm. Mặc. Ờ, mặc cái đầm mới đẹp nha chưa? Ờ, muỗng cái. Cái muỗng cái đó. Trời ơi, cái muỗng với cái đầm nhìn giống màu dữ ta. It's a matching color, JD. Look, red dress and red spoon. See? Our cookie. No, this is a plate. It's a yellow plate. And what are you making, JD? I make this. What is? What are you making? Are you making hamburger? No. No? Yes. Are you making a cookie? No. Sen. Sen ơi kìa. Ngoại chờ. Mua cái bánh mà em à. À đút cho ngoại ăn đó. Đút cho ngoại miếng nữa đi con, đút cho ngoại miếng nữa. Ngon quá chị ơi, chị làm bánh ngon quá. Nước nè. Nước chạy vậy. Uống miếng ngon quá, uống vô ngon quá. Đây là nước thiệt ngon. Rồi, ra đây. Xin uống. Xin uống này xin. Em cho uống ra hai. Come on, that is great. Thank you. Đó, theo kìa. Trời ơi, thổi đó ngoài. Xin thổi. À, miệng ra. Con đang làm món gì vậy? Món này. Món này là món gì? Món gì? Món gì? Nước. Nay mà cái đầm muốn rộng quá chay ơi. Đi lại lấy nước nữa đó hả? Cái đầm này hồi đó mà còn ở Việt Nam mặc thấy rộng ha. Rộng thênh thang chi trung luôn, còn bây giờ mặc vừa y luôn. Việt Nam qua đi qua lại Việt Nam qua đi về lại đây 4-5 tháng rồi chứ bộ. Xong rồi. Xong chưa con? Còn. Còn hả? À? Chay mà giờ về Việt Nam ở thêm 2 tháng nữa là tiếng Việt không ai mà nói bằng luôn. Tới giờ này mà Winston nói tiếng Việt còn thua chay mà. Mà hên là con ở nhà đó chứ còn con về mà con gửi đi nhà trẻ mà con đi làm liền là cũng thua rồi. Cái gì vậy con? Nước bubble. À đổ nước bubble vô hả? Cái đó là uống cà phê phải không? Dạ. Phải uống cà phê. Đi Nam về mà. Đi học liền cái rồi.
Làm gì vậy? Trời ơi, dữ ta, mạnh dữ ta. Làm lại coi, làm lại coi. Ui trời ơi, mạnh quá. Mạnh quá. Ui trời ơi, mạnh quá. Mô phẹt đâu? Mô phẹt sao? Có mô phẹt sao? Mô phẹt sao? Mô phẹt vậy nè, mô phẹt vậy nè. Cái dưới gì con dưới? Cái gì? Con dưới. Dưới gì? Dưới. Dưới gì? Chẳng nước. Chẳng nước kệ. Chẳng nước kệ. Mẹ thấy không? Mới coi iPad, iPad xong mới lên coi TV, cái xong rồi cái đầu nó chơi đồ chơi chứ đâu có ghiền. Không mà nó biết chơi. Chờ. Bye bye ngoại. Bye bye ngoại. Đi làm. Chơi là chơi chơi từ xa, chơi chơi từ ở Mỹ, chơi chơi thẳng về tới Việt Nam luôn. À bị nóng hả? Thổi đi, thổi đi. Ui trời ơi, nó cho ngoại ăn luôn á. Từ từ ngoại. Nó nghe nè, mấy ngày nay rồi mấy cô công chúa, con bỏ mấy em công chúa đâu mất tiêu rồi. À. Công chúa đâu? Hết rồi. Công chúa hết rồi hả? Để đâu? Để đâu? Mẹ coi coi. Chú để đâu? Để trong đó hả? Con bài mấy em công chúa quá trời. Con bài đồ chơi quá đây nè. Con em mày sao con không chơi với em? Thôi 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 giờ nấu ra cái bài ra nữa. Khổ. Con bài cho một giường rồi nè đây nè. Đây nè, ôm em nè. Ru em ngủ đi. Ngủ em. Ups, lụm lên. Em bé làm sao? Ông bé ăn. Ừ, cho em bé ăn đi. Bây giờ con cho em bé nằm xuống. Cho em bé nằm xuống. Đúng rồi, hay là con bồng em bé vậy đó. Nè, lấy nước cho em bé uống hả? Rồi, rớt em rồi. Em bé, em té khóc em đau. Em mất hu 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 rồi. Ừ, từ từ chứ đâu ai nơi khói đâu mà cứ từ từ hoài vậy. Rồi, cho em ăn sao? Ru em ngủ làm sao? Đâu mẹ chỉ con nè. Đây 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 đây, mẹ chỉ con làm sao cho đúng cách nha chưa. Mẹ chỉ nè. Đây con bỏ bé nằm tay bên này. Đây nằm tay bên này nha chưa. Đây mẹ chỉ chơi nè. À đây đây, xong rồi cái con cầm cái muỗng nè. Đó. Ok. Cho em ăn nha. Từ đó mày chỉ. Mày chỉ như vậy đó. Thôi tự làm đi. Hay ho quá tự làm đi. Khỏi chỉ nữa. Ăn ăn ăn. Cây. Hết chưa? Hết chưa? Rồi. Rồi cho em ở làm sao. Cho em ở làm sao nè. Ở nè, ở nè. Để em nằm ở đây. Rồi ăn chè chè vỗ vỗ lưng. Vỗ lưng nghe cho em ở đi em. Ở đi. Đó, ở đi. Đúng rồi. Ở. Sên. Sên làm gì vậy? Sên là ó. Ồ, sên sên là ó ó hả? Sên hát karaoke hả? Sên hát bài gì á? Hỏi sên hát bài gì á sên? Bây giờ kêu sên hát bài cái bài gì? Cái bài bài Bạc Phận nha. Hỏi gì không phải Bạc Phận, cái bài gì mà Sóng Gió nha. Hát miệng. Hát bài Sóng Gió đi, mình sẽ hát bài Sóng Gió đi. Ờ, Vinh Trình hát, Vinh Trình la á. Cầm, cầm. Em ăn no chưa? Em chưa có cầm được, em bé chưa có cầm được. Con phải giúp em. Trời ơi, chay mà mốt mà mẹ có em là chay phụ mẹ thay tả được luôn rồi trời. Phải không? Chay mà mốt mà mẹ, chay mà mốt mà mẹ có em, con có thương em không? Thương à. Thương nhiều không? Đi đâu hả? À?
Đi ra giường hả? Em nè. Rồi. Căng 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 kia. Đúng rồi. Không, con phải để em nằm về nè. Đó, nằm vậy đó, để cái chân này, hay là con để nó em nằm vậy đi. Đó, để em nằm vậy nè. Không, để nó nằm đi. À, để con nằm. Để nằm đi, okay. Để nằm đi. Ok, ok, làm gì làm đi. Bông. Em tên gì vậy? Có bây giờ con đặt cho em này một cái tên đi, lâu quá rồi. Mình có cái em này mà em mình chưa cho em này một cái tên nữa. Bây giờ con muốn đặt tên cho em là tên gì? Chị đi. What's her name? Baby. Oh, her name is Baby Jade. Vậy hả? Con muốn đặt tên em là Baby Jade á hả? What's her name, JD? Wash your hand. Oh, you wanna go wash your hand rồi. Đi wash your hand cho em đi. Trời ơi. Em này là Baby Jade đấy thay cô chú. Trời ơi, cô rửa tay cho em. Bởi vậy mà mốt mà có em là nó giữ em thế ra. Cho ăn rồi đi giữ tay rồi đó. Ui, khỏe. Sinh 10 đứa, đẻ 10 đứa cho chay cái 10. Okay. Bên kia. Ừ, tới bên kia, nó nói bên kia. Đúng rồi. Sạch chưa? Hửi có thơm không? Chưa. Từ. Ừ. Rồi, được chưa? Sạch chưa? Sạch. Ủa, rửa chân luôn hả? Trời ơi, rồi sao? Rồi sao tôi làm nó thì sao nó làm lại em bé y chang vậy luôn á trời ơi. Trời ơi. Con kia mà. Gì? Lần sau đi ra mẹ coi sao con kia mẹ đi ra được. Mẹ coi con làm em có đúng không? À, còn rửa mặt cho em nữa, Rửa mặt em nữa con. Rửa mặt nha. Đó, đúng rồi. Ok, xong chưa? Rửa mặt em, đúng rồi. Rửa đầu luôn hả? Gọi đầu luôn hả? Xong. Rồi lấy khăn chùi. Ướt nhẹp mà lấy khăn chùi lại lên. Có khăn không? Trời ơi, nó không có khăn, nó lấy cái miếng nó chùi có được không? Làm miếng gì mà làm miếng dữ vậy trời? Hả? Rồi sao nữa? Giờ làm gì nữa? Giờ ăn nữa hả? Thì ăn nữa. Ăn trứng hay là ăn cơm? Ăn cơm. Ăn cơm với gì? Em bé này tên gì chay? Em bé wash your hand nữa hả? Wash hoài, sạch sẽ quá, kỹ lưỡng quá. Ở dơ sống lâu đi chay ơi. Trời ơi, hôn em mấy chút luôn. Rồi, thôi em tới giờ ngủ rồi đó. Em ngủ em đi. Ngủ đây nè, Ngủ đây cho ấm. Không ngủ đây. Chứ ngủ đâu. Ngủ đây. Ồ, cho lên xe ngủ luôn à. Sướng vậy ta, cho lên siêu xe ngủ luôn. Em bé này sang dữ. Em không biết ngủ. Ngủ đâu? Ngủ đây. À, ngủ đây, lên đây đi. Hôn em cái đi, nói chúc em ngủ ngon đi con. Chúc mẹ ngủ ngon. Hôn em. À, cho em luôn hả? Rồi có cho ba bà không? Không. Sao ạ? À? Hả? Cho em mà sao không cho ba bà? Ba bà đâu? À, con ru em ngủ hả? Ba bà đi. Đi lấy ba bà đi. Đi lấy ba bà khác. Ba bà khác rồi. Trời ơi, nó ngủ y chang nó luôn, ngủ là phải có em. Đưa đúng con, rồi. Trời ơi, bà còn dán đưa vô cái mỏ, bà ghiền lắm. Rồi, đưa vô. Rồi, ngủ rồi. Không có cần ba bà nữa. Chỉ có em bé chay mới cần ba bà thôi, chứ em bé thường không có cần ba bà. Con làm cái gì vậy?
Làm này làm chi vậy? Ừ. Ông ngủ dậy. Ngủ dậy rồi. Ủa vậy gì lẹ vậy? Vậy cho ăn nữa hả? Chà em bé này là mua nuôi là chuẩn bị mập dữ lắm nè. Hả? Hả? No hả? Nó em bé mập nó so cái bụng của nó. Chay. Cái gì vậy? Cắn em bé hả? Chứ tính làm gì? Làm bị đau. Làm bị đau hả? Làm cho em bé đau hả? Gì? Cái bé khóc mê, mê, mê. Nó bị á mẹ. Hả? Em bé bị gì á? Em bé có cần cắt móng tay không? Con cắt móng tay cho em đi. Bu bu rồi. Bu bu rồi hả? Bị bu bu rồi. Ai bữa con cắn em chi rồi em bị bu bu. Bu bu có nghĩa là bị như là bị xước, bị ấy, bị đổ cô chú. Dành cho cô chú ông bà lớn tuổi không biết bu bu là cái gì. Ví dụ như nó bị té ăn cái đó, cái dấu bị té của nó gọi nó cái tiếng Mỹ người ta gọi là bu bu. Em bé làm gì ngồi trên tuốt trên xe cao dữ vậy? Đó, thấy chưa? Rồi, xong luôn. Ừ, ngồi xuống đó té rồi, con chơi kỳ quá. Con chơi vậy là không được rồi, chơi vậy là không có vui. Xin lỗi em chưa? Xin lỗi em đi. À, con gãi đầu cho em vậy hả? Tối mày gãi đầu cho con vậy hả? Thôi, thôi, cái đó của em á, đừng có làm bộ, đem cất đây. Ghiền lắm, đại ghiền chứ phải tiểu ghiền. Đó, đó, bỏ miệng rồi đó. Ra đây. Wow, tự ngồi ăn luôn hả? Bây giờ đây, ngồi xuống mẹ cho ăn, ngồi xuống. Mẹ ăn, ba ăn. Ba ăn, ngồi xuống đi, rồi mẹ cho ba ăn. Ngồi lên. Ngồi xuống, ôi, ngồi trên ghế đàng hoàng. Ngồi trên ghế đàng hoàng. Mẹ mở TV. Mẹ. Mở gì? Mở TV. Đi chú già. Rồi vậy? Cái tờ giấy ao anh chú già. Oh, you want vô đó. You want vô đó? Yes. You want put Yoda on the TV? Say yes, please, Daddy. Yes, please. Okay, then I will. Rồi, anh sẽ win nè, anh sẽ win cho cô chú. Ngon quá. Ăn đi con, ăn cái đó đi. Ngon mà. Lâu quá rồi mẹ mới mua sầu riêng lại cho chay ăn phải không? Ăn sầu riêng. Ừ, cũng 3-4 tuần rồi đó. Tại bữa, thôi đừng có xảo quá, tại bữa mua chay đâu có ăn đâu. Chứ mà chay ăn là mẹ mua mỗi ngày luôn á. Cô chú nè. Are you so excited when she's screaming? She's so excited about Dory and she's screaming. Cái gì vậy chay? Cái chay này. Sao không ăn? Ghê quá nhả ra xem. Darian makes you go wee. Ăn hồi nãy giờ á. Giờ bám bái là không ăn, có được rồi không? Chắc giọng nó quá. Whatever you're cooking is bubbling and, you know. Hello cô chú chưa? Hello cô chú. Có con mới ngủ dậy rồi cô chú ơi. Bây giờ là 6 giờ chiều. Con ngủ từ hồi 2 giờ rưỡi tới giờ đó. 2 giờ rưỡi mà nếu mà vô không kêu dậy là quất một giấc cho tới 7 giờ tối. Thôi không có tự làm được, này không có tự làm được. Chay là bữa nay chay ăn nuôi nha cô chú. Rồi tự làm sao được nóng. Để mày thổi cho con nha. Mà hồi nãy con ngủ, con có nhớ mẹ không? Con ngủ con có nhớ mẹ không? Con nói nhớ là xạo, ngủ có biết gì đâu nhớ. Ngủ hả quốc một giấc từ 2 giờ rưỡi trưa chiều cho tới 6 giờ chiều. Trời đất ơi, không vô kêu nó quốc tới 7 giờ. Vô kêu nó còn đuổi ra nữa, nó kêu đi ra, đi ra. Đó, cô chú thấy chay chưa? Ngon con, nói cô chú nghe ngon không?
Mẹ nấu nuôi mà mẹ nấu nguyên một cái con gà mẹ lấy nước luôn. Ngọt lắm, nước này ngọt lắm. Bắt đầu cái mẹ đi, bắt đầu ngày mấy mô mai mốt mẹ đi mua củ cà rốt với củ dền về nấu canh, cái cho chị ăn cơm với canh hả chay ha. Hồi nãy chay ngủ ngon không? Dạ. Giỏi. Chay ngủ chay có nằm mơ không? Dạ. Mơ thấy gì? Nè con. Nóng hả con? Mẹ thổi rồi đó. Chờ mẹ thổi lâu quá chay ha. Phụ mẹ thổi đi. Phụ đi. Giỏi quá. Cô chú này thấy chay ăn món khác chưa? Phụ mẹ thổi. Đó. Cái gì đó. Mẹ chay là không bao giờ mà gọi là sao ta? Mẹ chay với ba chay là hình như hồi nãy đó là nó nói mẹ con muốn ăn là Ngọc mới cho ăn. Chứ còn không mấy là Ngọc chưa cho ăn. Để tự động nó đói, nó tự động nó kêu. Biết mà, biết nói rồi mà ông để em tự muốn ăn mà không biết nói. Muốn ông tự động kêu. Nè thổi nè. Giỏi chưa cô chú ơi. Giống như là ăn gì kêu đó đó. Ăn đâu kêu đó. Rồi không? Nè cô chú nè. Đó thấy chưa. Trời ơi mỗi lần ăn nhìn vô ống kiến đó, tạo cái eye contact. Có nghĩa là cái ánh nhìn ráng ăn hết cái tô này. Đó thấy chưa. Ăn là nhìn vô ống kiến nè. Cho cô chú thèm chơi. Cô chú giờ này ngồi đâu có nuôi ăn. Một là cô chú mới ngủ dậy, hai là coi đêm khuya. Thấy tự làm. Hả? Tự làm hả? Nóng. Nóng con không có tự làm được. Để bữa nào mày làm nguội nguội, mày cho tự làm nha. Ba không biết ba đang đi đâu không? Ba đang đi siêu thị để mua đồ về làm bánh. Mẹ với ba sẽ làm bánh cho chay ăn ha. Ăn mì ra. Giỏi quá. Đó, cô chú thấy vậy rồi giỏi chưa? Rồi giờ chay ăn tiếp nha cô chú nha. Nãy giờ ngồi ăn không muốn hết 5 phút rồi, cô chú nãy ngồi về nhìn nó ăn cũng 5 phút rồi đó. Cô chú ơi, chay ăn hết rồi nè cô chú ơi. Wow, giỏi quá, húp hết nước luôn, còn nước thì con nè. Húp đi con. Thấy chưa? Cô chú thấy chay chưa? Oh wow. Giỏi quá trời vuông. Vỗ tay cho chay đi, chay vỗ tay đi. Rồi. Ăn rồi nhai hết đi, nhai hết xong rồi hả miệng ra cho mẹ coi, cho cô chú coi, nhai hết đi. Hả đi. Nuốt đi, nuốt. Ai mà đi ngậm nước rồi, hả miệng ra đây nè. Hả miệng ra cho cô chú coi. Hết rồi, vỗ tay khen chay đi cô chú ơi. Giỏi quá. Bây giờ ăn sầu riêng không? Dạ. Rồi, giờ lấy sầu riêng ăn nha. Dạ, ăn sầu riêng. Sit down ăn sầu riêng, đúng rồi. Sit down ăn sầu riêng. Rồi, im đó nha, mày đi lấy sầu riêng nha. Dạ. Giỏi. Sầu riêng. Yeah. Sầu riêng ai
Này, sầu riêng này. Wow. Sầu riêng ngon quá. Ai? Hả? Ai? 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 Mẹ ăn chứ ai? Ừ, sầu riêng nè. Hết rồi hả? Đó. Ai mua sầu riêng có, tôi mua sầu riêng. Ngon không? Ăn xong là người ta quất tráng miệng liền. Đúng rồi. Hồi nãy mới đầu lại hả, thấy chỉ sầu riêng rồi ăn sầu riêng nó không. Ăn nuôi trước mẹ mới cho ăn sầu riêng. Ngoan ngoãn ngồi ăn nuôi xong rồi mẹ cho ăn sầu riêng. Con thấy mẹ hứa với con là mẹ làm không? Bởi vậy con phải giữ lời hứa nghe không? Con hứa với ai cái gì là con phải giữ lời nghe không? JD, you gotta keep your promise, okay? Whenever you promise anyone anything, you gotta do it. Not just promise for fun, okay? Giỏi. Khi mà con hứa với ai một cái điều gì đó là con phải làm, thực hiện cái điều đó, chứ không phải là hứa chơi cho vui, cho qua loa. Mình là nói chuyện, mình là có con người, mình phải nói chuyện cho nó có, nó có cái gọi là cái gì, mình phải có cái lời nói mình nói ra, nó phải có cái sức nặng của nó, chứ không phải là nói ra cho chơi cho vui rồi người ta sẽ coi thường mình. Con hiểu không? Mình nói là mình làm, có mới nói, không có là thôi. Giờ có lẽ nói nó chưa hiểu, nhưng mà nói mưa dầm thấm lâu, nói từng ngày, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nói là từ từ sẽ định hình được cái con người cho nó. Giờ chắc nói cho vui thôi chứ chưa hiểu đâu, nhưng mà nói miết là sẽ hiểu. Đúng chay? Đúng. Dạ đúng. Cái lời hứa nó quan trọng lắm con, chứ không phải giỡn đâu. Ăn này. Này ăn nào, ăn này phải không? Rồi mày cho ăn muối này. Cái lời hứa là con biết cái gì không? Cái lời hứa là cái uy tín của mình đó chay. Mà cái uy tín á là nó rất là khó để tạo dựng, nhưng mà nó rất là dễ để mất. Nên là phải cố gắng. Không ăn nữa phải không? Rồi, không ăn nữa là đủ rồi đó. Giờ mày đi lấy cho chai miếng nước uống nha chưa? Rồi, lấy miếng nước uống nè. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng. Con gì á? Con nói con heo đó con. Con chay này nó gác chân từ nhỏ cho tới lớn nè. Cái này con ngồi vậy nó cũng gác nó nè, thấy không? Rồi lấy khăn lau miệng đi con. Rồi xong chưa? Rồi nó đi. Rồi xong rồi nó về tới mẹ ăn nha chưa? Dạ. Con ra ăn xong rồi, về tới mẹ ăn. Mẹ cũng ăn nuôi luôn, tại mẹ nấu nguyên một nồi bự mà.